Xin chào các bác nha. Hôm nay anh em lại lên trên hồ câu cá. Đây, hôm nay đi cùng mấy anh em, đi cùng Thanh, Ong Rừng Đông Bắc với thằng bạn em tay câu người Tày. Hôm nay anh em đi qua đêm luôn, mang đồ đạc các kiểu đi và đi câu và đi. Thanh với thằng em đi lặn bắn, còn bọn em thì câu lăng xê với câu run. Hôm nay trời nó tương đối nắng các bạn, hồ oi ả luôn. Được cái dạo này nước hồ trong xanh á, trong veo luôn. Nhìn thích thật. Thì anh em đi tìm một điểm rồi hạ chân ở đấy rồi dựng trại dựng nào rồi câu vừa bắn vừa tắm. Trời nóng ngay mà nên hồ tắm thì thích. Cái sung tương đối nhiều quả, tí tìm được là có cái sung nào ít sung ăn luôn. Giờ thì anh em đang ngồi uống nước ở đây. Ngồi uống nước tạm đây rồi. Lúc nữa sau rồi bắt thuyền đi. Đến nơi rồi nhờ. Tôi cắm trại nào được đẹp. Bọn em đến khu Đàn Án Mạ các bạn. Đây là cái cầu quen thuộc của bọn em này. Hôm nay là ngày nghỉ là khách du lịch đống phết. Tối anh em sẽ câu cá lặn quanh cái đảo này. Hy vọng là sẽ ăn thua. Đây cá mương sấy này này bạn này. Tí không câu được thì lên đây mình lấy. Mới thanh niên thì câu đây. Hôm nay lại được nướng nắng nhỉ. Hơi hơi bị rối dây rồi. Thế mà chiến được. Từ 9 giờ đến bây giờ. Câu mồi giả anh. Không chơi mồi giả đâu. Từ 9 giờ đến bây giờ. Hai trẻ con nó cầm nó thế chơi vào. Trời rồi ngay. Từ 9 giờ đến bây giờ đấy. Gà lướng nắng à anh. Không ngon nói đùa đâu. Em tưởng gà phơi nắng, gà một nắng. Vâng sao nào hả? Em đi câu à? Là một nắng luôn. Sáng nay anh em câu được 3 vỉ cá lô phi ở cạnh đây luôn. À con cá chưa ăn đâu nhỉ? Ui dồi ôi, bia lạnh nhỉ, nước ngọt nhỉ, ngon. Làm quà ăn cho nó ngọt giọng. Ông rừng Tây Bắc. Đâu đồng chí Hậu ấy. Hậu đây, hai con Hậu đây. Nói chung toàn anh em quen thôi mà. Toàn anh em quen đấy. Vâng. Bởi vì là để làm thì chương trình nó cũng có chương trình của nó, nhưng mà vui mà dậy, vâng. Anh em mình mấy chị đấy nhau đấy. Kể cả thằng có hôm lên còn thấy thằng Triều đi câu ở trên Phạm Khê đúng không? Đúng rồi, em câu luôn đúng không? Rồi, thằng Triều là ở cùng đội này thôi. Thế mà không cho ông đi cùng anh? Không, anh em cũng giao lưu với nhau thôi rồi. Đấy thằng Triều ấy hôm bảo sao lại quen người có anh ở Bắc Cạn. Rồi toàn anh em mình. Nghe con đồng chí này cũng câu, đồng chí này cũng câu dưỡng. Ừ, đồng chí này cũng câu. Câu ở đây. Đây là tay câu người Tây. Còn đây là câu cá và khám phá, còn đây là núi rừng Tây Bắc. Nhá chị, nhá chị. Ông rừng Đông Bắc. Ông rừng Đông Bắc. Rồi cho nên tại sao gặp nhau ở đây. Rồi anh em. Rồi mời Thanh nhá. Chào anh em. Bây giờ ở bên em vừa đến Ba Bể là được ông này là em cậu của Hà Thị Chiết. Có hôm anh vợ thằng Hứa ấy, vợ thằng Hiệu ấy. Ba Bể đây là lâu lắm rồi không ăn roi đấy. Ui anh cho cây nhiều roi nhá các bạn này. Bọn em đang đi di chuyển đi tìm biển. Ôi đây có roi giải rượu này bạn này, roi rừng này. Ui nhiều quá lắm. Có nhiều. Ui đỏ chót đỏ chót đây nhiều lắm. Ui này các bạn nhìn roi ngon không?
Thấy luôn. Roi roi bạn ơi, nhớ roi lắm. Tí. Em còn giật được khoai. Đây cũng cây roi rừng. Ồ, nhiều ông vào cái roi rừng này. Đó. Ừ. Thảo ơi, để tôi lên làm quả nhá. À, lên xem có nhãn không nhá, à, có xoài không nhá. Không có xoài đâu, được cái, đây có cái roi các bạn. Đây cái xoài này. Thanh trèo lên đặt roi các bạn, ui nhiều quá lắm. Không mang túi lên nào bạn. Ném đây đây, hướng đâu. Đây nhiều quá mà này, bỏ chót luôn. Tự nhiên là có cái roi rừng mọc đây chứ. Đúng không, mày chuyên đi trèo ong, trèo nhanh thật. Thanh lành ai nhìn thấy thú ong quái trên trên ngọn rồi. Lên á. À, tí nữa. Rồi đúng em đéo chịu trách nhiệm nhá. Tay câu của em nói lên lên cây lốt này. Ui rồi vứt đấy bạn ơi, lát đấy bạn ơi. Để lành mang túi lên cho. Rồi rừng các bạn này. Rất ngon luôn. Này, cho quả này. Hơi cáp một tí nhưng mà vừa uống rượu chưa? Uống rượu suất nên là uống rượu là làm mới có lại tỉnh. Từng quả một nhá. Từ tôi mú tôi hứng. Hứng ao các bạn. Hai quả luôn. Này lấy nhá. Cho anh chắc cũng 75 đấy. Quả ngon đấy. Chọn xa cành thôi, cành cái này toàn quả bé. Ui, bạo cành cái này nhiều quả vãi. Lên hết rồi, còn bỏ lại bốn ông hậu ở dưới rồi. Quả ngon ở trên này thì chắc là anh em chơi hết rồi, còn vứt rất xuống ông hậu rồi. Trước mắt thì chưa câu được cá, nhưng mà chiến lợi phẩm ngày hôm nay là roi đã. Cá tí sau. Vứt xuống cho mình cần quả sâu rồi. Ông Thanh này khôn lắm. Alo. Bỏ chót này. Anh em đến hết cây của mình em ở dưới ơi. Rồi vặt hết cây này xong rồi đi nhá. Đứa cây bên này nhiều lắm. Dưới chân ấy, đầy rồi. Đúng rồi, ông chưa đẻo anh em ơi. Đi được đường này. Có gì anh? Anh bắt được con gì à? Con rắn đất anh ạ. Ủa mát thế nhở. Lành chơi cái túi đấy hơi lăng. Đây túi đồ. Bao nhiêu cái đồ câu mồi miết các kiểu. Rồi bạn sang đi. Anh em chui qua đây. Ui, cắm trại bên này được mà nhờ. Đây tối bọn em cắm trại đây các bạn này. Cắm mẹ ở đây làm gì? Cắm mẹ đây đi. Ôi nhưng mà tắm ở đây tí tối cá nó sợ kéo ở đây. Ui, trong này quá phê rồi các bạn này. Cây to đùng. Anh em chuẩn bị sẽ hạ trại đây các bạn nhé. Ở đây người ta vẫn đang có khách du lịch các kiểu. Bọn em giờ tắm rửa các kiểu xong rồi. Tí mới câu, chiều tối mới câu. Giờ đi tắm chơi ạ. Ôi đồ đạc cho hết. Ai. Ra khơi các bạn ạ. Để xem vào trong này. Đấy các bạn, tôi thấy các bạn ạ. Và xem có con cá nào không các bạn. Em cứ chơi gần bờ thôi. Cái con gì to phết nó mà bời. Ôi là bời nhanh lắm. Con gì đây? Con. Đây có cá lướng ở đây. Em mà nó con nữa. Lướng luôn đi bạn ơi. Lướng.
khu này sâu quá, em không đủ hơi đặn được. Thôi xịt con. Con cá bằng hai con tay này. Con bóp vào là dính. Bí ơi. Đây. Chưa rồi. Nên ông Thanh đâu rồi. Ủa này sao không? Không biết. Đúng con này này. Ôi sao mất cả tên ông ấy rồi. Ôi, sao lặn tên đấy. Đã thấy đâu cả? Trong khu này thôi. Con pop phát rồi nhỉ? Tỏ lom. Sâu không? Không. Mất trong khu khu vực này 3 mét rưỡi. Hả? Thanh lặn cùng cá rồi. Chỗ này đẹp nhờ. Đẹp mà, cá nhiều mà, cá con bơi. Con bơi đây luôn rồi. Ông Hậu đang làm rơi tên súng. Ui, chỗ này vẫn còn sâu đấy á. Lo ngay đấy à? May thế thằng em lặn được súng rồi, không anh em tối không có gì bắn. Giờ đi tắm. Anh đặt phía đấy, trên cái cây ấy. Không, bên này cơ. Bên tận cái mỏ bên này này. Thôi em sẽ sang bơi lặn tí cho nó mát các bạn. Thích thế, lặn hồ mát. Dưới nhiều cá bơi tung tăng luôn đi. Khu này đúng là thiên đường của nghỉ dưỡng các bạn. Cây trước thì to này. Đấy cây lá vối này. Cây nó vong xuống dưới, cắm rễ xuống. Rồi vong lên trên. Vong đây. Tối bọn em sẽ nghỉ ngơi trong khu vực này các bạn nhé. Ôi, lặn lúc mà thấy các người các bạn. Đây con cá hồ, con cá này cá. Con này to nên là giống cá thần ấy. Đấy em gọi là cá bống. Cá gì? Một con chuối các bạn. Thế là có hai con nướng rồi. Giờ anh em không móm rồi. Giờ bọn em ướp cá, ướp thịt rồi đi câu rồi. Hôm tối anh em bắt vừa câu cá vừa lặn. Ai đi lặn thì lặn, ai đi bắn đi. Đi câu vừa câu. Ôi lặn lúc mệt. Vừa uống mấy chén rượu vào nên phê, hơi phê phê tí. Em mang đồ đấy các bạn. Em sẽ câu lăng xê ở khu vực này các bạn nhé. Ném ra đây các bạn này. Em sẽ gác cần đến cái này. Không ném mấy cần ra khu vực này. Tối anh em câu quanh đây. Ai đi bắn thì đi bắn. Sẽ cắm trại đây. Rồi view quá đẹp luôn các bạn. Bờ cây các kiểu mát luôn. Nhìn ra bờ hồ. Nói chung điểm rất lý tưởng để đi du lịch, khám phá các kiểu luôn. Rồi giờ là em buông cần các bác nha. Rồi uống một chén rượu đi bơi. Bây giờ phê thật đấy. Ông Thành thì vẫn đang ra lặn này, chưa chịu lên tí nào cả. Cuối cùng thì cũng buông cần xong các bạn. Em ném ba cần lăng xê ở đây. Giờ anh em đi ướp thịt, ướp cá các kiểu không là lắng quá nó ươn hết đấy, bây giờ vẫn còn sớm. Bây giờ có 3 giờ đấy. Ấy ông Thành cháy hết cá kìa. Ba cần run với các anh nha. Hy vọng là tí sẽ có cá ăn. Vào đây xem mấy con cá. Ôi con vật chuối quá ngon đi. Ôi ấm ê. Nóng lắm ba. Đây con cá chuối này. Cá chuối lướng. Đây con cá này cá vóng. May thế ở đây có cái đống lửa rất là to luôn. Củi thì limit.
anh em không phải đi kiếm củi nữa. Tối sẽ ngủ luôn bờ hồ các bạn. Tủ lạnh bao nhiêu watt đấy? Càng mát mẻ nhờ, thích nhờ. Cũng là thiên đường luôn đấy. Rất là khủng khiếp. Nó rất là to và cái nơi cắm trại của anh em tôi thì ở khu vực bên kia. Bây giờ nó cũng mát rồi. Bây giờ đến lượt anh em mình mát thôi. Đây, ông Thanh với chị ông sơi hai con nữa con này. Ăn vụng rất là nhanh luôn. Ăn trước các bạn. Ngon lắm. Nhìn ngon nhờ. Con này thịt ngọt kinh cường. Tôi xin cái đuôi nào. Con cà chuối này anh em tôi chưa dám ăn bởi vì ăn thì sợ anh em loạn. Loạn. Đây con này thì rất là trắng luôn. Con này lành bắn được nhờ. Vừa bạn bắn con này đúng như con này. Cũng to tầm này chắc đúng tầm đàn đấy. Đúng vậy anh nhỉ? Ừ, đúng loại này luôn. Ngon. Cầm cái que tre này đã thấy thơm rồi các bạn. Đây là chưa ấp loại gì vậy? Thôi thì bạn lành chưa về thì mình ăn hộ. Đây cho tre này tí. Con này không phải cá ấy đâu, con này có trứng này. Con này là các loại cá khác thôi, tức là cá bóng nó phải to mới đẻ được. Thế đây là các cá sản ạ? Cá sản ạ? Không biết loại này loại gì nhỉ? Hoài mình nhìn lạ lắm. Ui, ông ơi. Ui, ngon thế. Bớ bảo. Tôi không ăn được, trứng này ăn ngoài nó cũng được. Ăn say ấy. Anh em tôi phải ăn phần thịt trước các bạn. Tí đợi ông Đức cũng về. Ông Đức không cần ăn đâu, chỉ cần câu. Ông ấy cần câu, ông ấy chạy loanh quanh kia. Từ anh em tôi nghĩ là bị lạc mất ông ấy mất rồi. Câu không thêm về luôn các bạn. Ê! Lành thì không biết đang kéo được một cái khe gì về rồi. Thấy hay đi các bạn. Hay đi vặt vặt roi tiếp rồi. Lá xấu rồi. Là treo cái lá xấu để lấy lá xấu để tối nay anh em ngồi chấm với lại làm canh cá. Mang hai con này quay lại bếp ăn. Bạn lướng nốt về chín đi. Con này con chuối nó cũng chưa chín lắm, không kỹ đâu. Đây là phòng bếp của bọn em. Đây là nồi nước vối. Khu vực huyền thoại. Nóng chưa? Đấy. Nóng phết đấy. Để tí nó khát sôi cho. Quá đẹp luôn. Ôi ăn phải đuôi nhiều xương lắm. Không nhá nổi. Thôi giờ anh em đi chuẩn bị đồ nghề các kiểu ạ. Lấy lá thôi em ơi. Làm ít lá với lấu chua chua được mà. Ôi. Ngay đây có ngôi mộ các bạn. Ôi, xin phép các cụ à. Cụ này em lên em lấy một cây tre. Cái đây thấy bụi tre đây các bạn kìa. Anh em vào chặt cây tre ạ. Còn thừa thiếu đến lúc còn có cắm. Đây này, cây này ai chặt tôi này. Sơ luôn cái này đi. Máy ở trên này có bụi tre các bạn. Nói chung mặc cả trần vào đây thì hơi ngứa. Tí ra hồ tắm thôi. Hồi để em làm cái tre ạ. Kéo xuống. Nhưng mà cái này nó lại không tươi. Không cần đâu, cần tươi mà. Ấy em lấy cái đi, để anh phạch cái kia xuống. Anh em đi lấy tre thì về bắt ông Thanh ông cắt đan rồi. Con dao sắc này. Em đón chơi cả dao mèo này. Phúc Sơn cao bằng. Ngứa hết người các bạn. Anh em lấy xong tre rồi, phải ra ngoài đan phơn đây. Đây. Cái tre của em đây. Giờ em lôi ra ngoài nhé các bạn nhé. Ra ngoài chúng ta xử lý nó. Anh em chuẩn bị dụng cụ, quả là câu đến sáng cái gì chẳng có cá sấy. Ông nào phơi ngay cái xịp bên cần này, sao cá nó cắn. Chết. Lặng mùi sát khí quá. Ông Thanh đang đan phên này các bạn. Tối có gì đi bắn ít cá về sấy mang về. Chứ bắn thì nó chết luôn, không để được lâu. Tay câu người tài bảo đi câu được mấy con mà chưa thấy con nào mang về. Chắc là bốc phét rồi. Chém thôi. Phải mang về ngay. Ê,
Anh em đang cái phên to vào, chơi cái phên là 2 mét vuông rồi. 2 mét vuông, cá chấm khủng. Tí ấy, tôi bị xoáy hết. Đan phên này thì mà không ấy thì tí cuốn lại làm gối luôn các bạn. Đấy. Ai nổi nước vối này, cho xuống gần rìa nước cho nó mát. Để gần bò ấy. Mang nổi nước vối đi ngâm à? Dạ. Thôi để trong gốc cây. Em để cái loại nước vối trong gốc cây cho nó mát mát quá. Đây không thì ông có đá vào ấy.